ảnh về nhà nhắn cho mối tình thấy thương á, đâu có biết tiếng ghi tiếng Việt Nam đâu mà ráng ghi nha cả nhà. Cảm ơn vì đứa bé vợ ta rước mê rồi, anh yêu em, cảm ơn em. Hello, xin chào mọi người. Mê đà thế rư, nam công trình. Bi bộ thế rư, đà mẹp, công an rư. Nên, nào khai này. Bố hay con, mình xử con á. Sữa mẹ nè, sữa mẹ uống hay con, uống hay con. Anh nói là người bình thường người ta phải uống á, uống thuốc giảm đau người ta mới đi được á, còn Nhân không uống luôn. Kệ nó, không có đau gì hết á, miễn có sữa cho em uống là được rồi. Hello, xin chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay cặp hình tình hình hôm nay là hồi tối hôm qua là Nhân ngủ một mình ở đây thì có mấy chị y tá chị vô túc trực thay thay băng nè, thay thay tể nè, rồi tiêm thuốc giảm đau nè, rồi nói chung là hỗ trợ từ A đến Z cứ 45 phút một tiếng là y tá sẽ vô hỗ trợ mình luôn. Thì những cái lúc mà thuốc á, thuốc tê nó giảm á, nó hết thuốc tê thì nó đau nhưng mà mấy chị đó kiểu thấy mình đau một xíu là mấy chị cho thuốc tê vô để đặn cho mình ngủ á, cái tại vì hai ba ngày rồi á, kiểu là Nhân kiểu cũng ngủ không cũng ít á, nên nó sợ là không có sức chăm bé, thế nên là bây giờ là hiện tại là buổi sáng và chuẩn bị ăn sáng luôn nha cả nhà. Nói chung là hiện tại là khỏe, thấy mọi thứ là ổn rồi đó, thấy Nhân chỉ còn có đau cái phần mổ vậy thôi. Rồi tối hôm qua thì có ói một xíu, tại vì là thuốc chắc là thuốc tê, nên là thuốc tê nó ăn nó ấy á, nên ói cũng ói nhiều, nhưng mà từ mờ sáng là không bị gì hết. Rồi tối hôm qua nhưng lúc thuốc tê vô người á, Nhân ngủ là Nhân cứ kiểu là trong đầu cứ suy nghĩ rất là nhiều thứ mà Nhân không biết tại vì sao luôn. Hai bây giờ đến mình ăn sáng nha cả nhà, mình ăn sáng nha. Sáng hôm nay thì họ không cho mình ăn cơm tại vì là mình còn yếu á. Ăn cháo nè, trứng hấp nè, tiếp theo nữa là một hộp nước ép và trà. Mời cả nhà ăn sáng cùng với Nhân nha. Cháo trắng không nha cả nhà, cháo không. Ăn thử miếng chiên trứng hấp như thế nào nha. Tối qua những đó phải nhân lại ăn, người ta không cho, ta nói là không được ăn. Mà may là người ta không cho ăn đó nha. Chứ cho ăn là ói là chết luôn, ói là ói xám mặt mày luôn. Hơn là bác sĩ và y tá không cho ăn. Cho kêu phải ít nhất là phải sau 6 tiếng phẫu thuật thì mới được uống miếng nước. Uống từ từ để coi thử là mình đã hợp chưa, sợ là ói ra. Mà đúng là Nhân uống xong là vừa uống xong một hớp nước là ói tiếp đó. Mà nói chung là ở đây là y tá họ phải gọi là 10 điểm luôn á nha. Kiểu họ chăm mình á, chăm em bé chăm nhá, kỹ cực kỳ kỹ. 40 phút, 45 phút là ra vô sợ Nhân có vấn đề gì. Tại vì những cái chị mà đang nằm ở đây nè, hầu như là đẻ thường, có Nhân sinh mổ thôi, nên là sức khỏe Nhân nó cũng kém hơn, nên là mấy chị đó ưu tiên chăm Nhân nhiều hơn một xíu đó. Tại vì Nhân không có đi lại được, tối qua giờ là chưa được tập đi, chỉ có ngồi đang thông ống tiểu là vẫn đang thông nha, chưa được gỡ ống tiểu ra, chưa được đi tự đi tiểu luôn. Và ở bên này thì Nhân không biết thì những chị đẻ thường ở bệnh viện này thì sao, nhưng mà Nhân đẻ mổ chưa có cho PT trực tiếp. Đẻ ra cái là bác sĩ thì lấy sữa của bên bệnh viện á, là cho bé uống luôn, chứ không có Nhân chưa có được cho ti cả nhà. Để Nhân đọc cái tin nhắn này cho cả nhà nghe. Tin nhắn của anh Tề Rư hôm qua là 6 giờ là bác sĩ bảo là phải đi ra sớm để cho Nhân nghỉ. Anh chưa có kịp nói lời tạm biệt là phải đi rồi. Anh về nhà nhắn cho mọi tình thấy thương á, đâu có biết tiếng Việt Nam đâu mà ráng ghi nha cả nhà. Cảm ơn vì đứa bé vợ ta rước mê rồi, anh yêu em, cảm ơn em. Cảm ơn vì đứa bé đó nha. Thật sự là những cảm giác là
nhưng may mắn rất là nhiều khi có các anh tài nữ bên cạnh. Mặc dù là ở bên này không có người thân, không có mẹ, không có người thân, không có ai hết trơn á, nhưng mà được cái là nhân bù lại là anh tài nữ rất là kiểu rất là chu đáo, rất là thương Nhân cả nhà, không có để cho Nhân phải buồn á. Còn muốn qua là anh thấy Nhân để ra là xót ghê lắm, anh vừa vuốt mặt Nhân vuốt này kia được có mấy phút anh phải đi về liền, tại vì ở đây Nhân vừa mổ á nên họ không có cho tiếp xúc nhiều, tại để cho Nhân nghỉ á. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi lên phòng của mình luôn nha cả nhà ơi. Về phòng rồi. Hai mô đô tạ. Hai arigato gozaimasu. Ở đây sao? Hai. Rồi. Hai. Là đi lại rất khỏe khoắn nha cả nhà, trong vòng một ngày là đi lại phe êm ru luôn. Không có bị mệt, không có bị mệt gì hết trơn á. Nói chung là Nhân trộm vía. Nếu khỏe như thế này thì mới mau được gặp em bé cả nhà ơi. Bây giờ là sẽ anh Tài Rư lau người cho Nhân nha, người ta không, hôm nay là không được tắm, chỉ được lau người thôi. Ai, ông bà cô chú ơi, tiểu bối đây, ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi, con gái của ông bà cô chú đây, hôm nay là được ở với mẹ chơi được một xíu nè ông bà cô chú ơi. Em bé đây ông bà cô chú ơi. Rồi, cái mặt kìa ông bà cô chú thấy không, con nhiều tóc lắm ông bà cô chú ơi. Con nhiều tóc dữ lắm ông bà cô chú ơi. Anh Tài Rưng là được bác sĩ hướng dẫn cho cách bế rồi, còn Nhân thì chưa. Nhân thì chưa được bế, cách hướng dẫn cách bế cả nhà. Nó nhỏ xíu à. Ông bà cô chú ơi, con gái của mẹ Nhân, ông bà cô chú ơi, hôm nay con tắm rồi đó mà con chưa được, bác sĩ chưa cho con bú sữa mẹ nữa, bác sĩ chưa cho con bú sữa mẹ con nữa, tại vì ở đây á là họ làm theo quy củ cả nhà, chút nữa khoảng 2 tiếng nữa là mới được cho bú sữa mẹ, mới bú sữa của Nhân. Ông bà cô chú ơi, cái mặt tôi xấu lắm ông bà cô chú ơi, tôi giống ba tôi á, tôi giống ba tôi cho nhá. Tôi thương, mình đang thương nó nhiều lắm á. Trời ơi, có chút e kìa, tôi cũng chưa biết bế làm sao nữa, tại vì... Ôi ôi. Chinh chụp mình á. Anh mở mắt. Ai dậy. Cái gái dậy. Ra. Tầm bàn tăng. Âm tầm 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 anh tăng anh tầm tầm tầm. Ôm bù. Ô. Ô. Nè, nó kèo xước mặt nó luôn cả nhà. Ở đây người ta không có đeo bao cho, đeo bao tay nè cả nhà, thì thấy không? Đó, nó kèo xước mặt nó luôn nè. Đó, thấy chưa? Ông bà cô chú ơi, tăng tăng đó. Ông bà cô chú ơi. Hả? Cái này nó cho bò. Cái gì? Tài Rưng nấu? Tài Rưng nấu cho bò. Thiệt không? Anh nấu hay em tự nấu hả? Trời ơi, giỏi vậy. Thiệt hả? Hello, xin chào mọi người. Mình là Tài Rưng, Nam Công Trinh. Bị bỏ Tài Rưng, đã mẹp, cũng ăn được. Nên nấu khai này. Hay khai này. Hay là nước. Một. Hai. Ba muỗng. Một. Hai. Ba. Một ít đường. Tài Rưng giỏi quá. Tài Rưng giỏi quá. Ủa, cảm ơn Tài Rưng. Để vừa uống trà. Tài Rưng ẵm con. Hai. Hai vợ chồng Nhân vẫn còn lúng túng nha cả nhà. Hai. Tài Rưng ẵm em bé. Tài Rưng. Tài Rưng. Ora. Hai, để vừa uống thử nha.
ngọt quá. Ngọt. À Mai. Không khó. Hay. Sao ngọt dữ vậy? Ăn thử. À. Ăn thử. À, ăn thử không được, ta đừng bỏ đường vô nhiều nhiều. Ừ. Trời nó ngọt như đường, nó đường phèn giống gì trời. Ông bỏ mấy muỗng đường vậy? Ngọt. Nhưng mà vợ cảm ơn ba Tài Rư. Ba Tài Rư giỏi quá. Cái này Hajime Tề nấu. Hajime nấu. Hajime Tề nấu, anh nói là lần đầu tiên anh nấu cái nhà. Vợ cảm ơn ba Tài Rư. Ba Tài Rư giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Ba Tài Rư cố gắng lên nha. Trời ơi, làm gì Tài Rư? Trời ơi, ông nói á, là mình ấy vô cái mũi nó như này, mình rờ vô cái mũi như này, xong mình nói là mũi keo lên nha, mũi keo lên nha, là cái mũi nó sẽ keo lên. Thôi, khỏi, thấp cũng được, sau này đi nâng. Ông nói kìa, keo lên nha, phải keo lên nha, mũi keo lên nha. Ý ơi, khỏi, sau này không có tiền đi nâng mũi không sao chứ, đừng có đụng vô con tôi, đừng có làm bậy làm bạ giúp cô gái tôi cái. Đó, ông bà cô chú ơi, anh Tài Rư nãy giờ anh ngắm con ảnh, anh ngắm hoài, ngắm mãi gì đó. Tài Rư, Tài Rư có yêu em bé? Yêu em bé. Hả? Tài Rư, rất yêu. Rất yêu? Tài Rư yêu vợ? Yêu vợ. Yêu vợ, rất yêu vợ? Rất yêu em bé. Vợ? Yêu. Yêu. Không. Yêu vợ. Yêu vợ, rất yêu em bé. Rất yêu em bé. À, vợ thì yêu chứ không có rất yêu nha cả nhà. Cái mặt kìa. Cái mặt kìa ông bà cô chú ơi. Cái mặt toàn ta. Cái mặt toàn kìa ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi. Tài Rư vui không? Vui. Vui. Tài Rư cảm ơn vợ chưa? Cảm ơn. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ một chút, cảm ơn vợ nhiều nhiều. Cảm ơn vợ nhiều nhiều. À. Rồi ông cưng con gái ông kìa. Rờ từng chút ép chút ép. Ai cả nhà ơi, bây giờ đến giờ ăn trưa thì này là đúng là bữa ăn của bà đẻ, nhưng mà bà đẻ mổ nên là bà đẻ phải ăn sáng, hồi sáng là như ăn cháo rồi, bây giờ trưa cũng phải ăn cháo, chỉ có tối thì họ bắt đầu mới cho mình ăn cơm nha cả nhà, họ sợ là mình ăn mình sẽ bị ói á, cho nên là họ kêu mình ăn ấy. Thì hôm nay là đây là bữa trưa nha, cái xào cà chua, rồi này là súp nha cả nhà, súp bí đỏ chắc, rồi một tô cháo nho nhỏ cho mình đó. Rồi mời cả nhà ăn cùng với Nhân nha. Ở đây đồ ăn người ta làm ngon lắm. Mình để đưa này. Ôi. Ừ, ông nhìn gì vậy? Ê, nhìn cái chân của nó. Ông nhìn của nó đĩa chưa? Chị, đồ ăn ở đây đúng ngon cả nhà, thật sự là nói là rất là vừa vị. Nhân khỏe như phải re luôn. Tối qua Nhân còn mệt mọc được một xíu, tại vì thuốc nó vẫn còn, thuốc tê nó vẫn còn á. Chứ bây giờ là vừa sáng sớm là Nhân đánh giấm luôn. Bác sĩ có nghĩa là bác sĩ nói là đánh giấm là khỏe đúng không? Nhân đánh giấm li lị 4-5 cái luôn, 4-5 cái xong rồi y tá thấy vậy cho Nhân đứng dậy đi luôn. Nhân vừa đứng dậy được luôn là bác y tá kêu thôi, vậy là rút ống tiểu luôn. Có nghĩa là thấy khỏe quá, rút ống tiểu ra, xong kêu Nhân bước vài bước đi, Nhân bước vài bước khỏe quá, cho lên lầu luôn. Cho lên lầu luôn, có nghĩa là không cho nằm dưới đó luôn, kêu thôi đi lên luôn đi. Nghĩa là trộm vía cả nhà, trộm vía vì mình nghĩ đến con á, nghĩ trời ơi, mình nằm ở phòng này là ở phòng kia là cái phòng hồi sức, thì họ sẽ để cho mình nghỉ dưỡng nhiều hơn, còn lên phòng này là bắt đầu thì họ mới dám đưa con cho mình. Ví dụ như họ thấy cơ thể mình khỏe thì họ đưa con cho mình chơi, mình nhìn, mình ngắm rồi này kia. Còn nếu mà mình cơ thể mình nó đang kiểu như cần nghỉ ngơi á, mà mình cố gắng mình ngắm bé thì họ sợ mình đuối. Thế nên là mình nếu mà càng nằm ở phòng nghỉ dưỡng kia nhưng không chịu được. Nên nhưng khỏe re, khỏe tỉnh bơ luôn, không có như không có chuyện gì xảy ra. Thì bây giờ là chị đó ra sẽ, chị y tá sẽ hướng dẫn mình cách chăm bé cả nhà. Tại vì Nhân không có quay chị được thì Nhân chỉ quay cái này cho cả nhà nghe Nhân nói nha. Khăn giải xong họ nhúng nước vô đây nè, cái giống như cái bông gòn đó cả nhà, nhúng nước vô xong họ xé ra từng miếng nhỏ như thế này, xong rồi lau mông cho em bé. Trước khi cho bé bú là phải thay tã trước,
nên là tụi nó giục mình. Đi cái Krista. Rồi bắt đầu mình sẽ thay tẻ cho bé nha cả nhà. À, ỉa rồi. Ông chỉ tê rụ. Ông chỉ tê rụ. Cái này là phải dỡ cái tẻ trước. Ta nhìn để cái tẻ. Cô một. À, ok. Một chút. À, phải dỡ này lên. Ai, ok, để sự. Hay. はい。で、足は持ち上げない。あ、ここが外れちゃうから。あ、はいはいはい。合わせる前にする。ああ。あ、kêu là không được dỡ keo lên vì nó sẽ bị gãy ấy cái nhà nguy hiểm á, nên là mình chỉ dỡ cổ ra. そうそうそう。で、ここを最初これで拭き取る。 À, xong rồi lấy cái tẻ cũ mình hắt cái phần của nó xuống. Xong rồi lau. À. Xong rồi bắt đầu mình lau nha. Đây là phân su nha cả nhà. Đây là phân màu quà. Hay. Ừ. Ai sao? À, ここ乾いた. À. Nè, できたら前から後ろに拭いたい。これ? そうそうそう。前から後ろ。うんこもできたら後ろ側にして。あ。OK. はい、OK. はい。ほんなら、はい。これを取る。これね、lấy cái tẻ ra luôn. はい。À, lấy cái tẻ cũ ra là có nghĩa để cái tẻ mới xuống dưới, xong rồi mình sẽ thay không phải thay ấy gỡ ra. Rồi có ra rồi đóng lại. À, mẹ nhân đây à, mẹ nhân tập là mẹ nè, mẹ nhân tập là mẹ nè đó. Rồi ここ沿わせて、はい、キュッと下げて、あで、ここ2本入るぐらい。あ、なら、khi đeo tẻ là phải coi hai cái ngón tay mình đút vô vừa hai ngón tay là ok chứ còn mà chật quá là không được. OK. OK. はい。で、ここギャザーしっかり出してあげたのがおしっこは漏れにくい。あ、はい。はい。はい。かな。OK。はい。で、ここ今ね黄色じゃないですか。あ。これがおしっこ出たら青になります。ああ、そう。ここんな感じ。ああ、あ、nói là cái tẻ lúc đầu á là nó sẽ có cái màu 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 ở đây là có một cái cọng màu một cái đường vạch màu vàng, nhưng mà khi nó tiểu ra là sẽ có một đường vạch màu xanh, thì lúc đó mình sẽ biết là nó tiểu rồi. Hay 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 hay. Ok. Rồi mẹ bé cho con uống sữa nha. Rồi cho con tu ti nha. À, ok. Để ưng cổ だけ là thì mà 全然変わらないんですよ色。ああ。だから、khi nó ỉa là không có đổi màu. ここから見る。ああ。khi nó ỉa là chỉ có dở ra nhìn thôi, chứ không có đổi màu, chỉ có đi tiểu là mới đổi màu từ màu vàng qua màu xanh nha cả nhà. Rồi, bây giờ chị sẽ. Đây. Hai, mỗi, hai. Ồ, sữa ra sữa non quá trời màu vàng luôn cả nhà ơi. Ít bay nè. Nè, có chỗ nào mà ít bay nè. Ơi, có sữa cho em bé bú rồi. Ông bà cô chú ơi. Có sữa cho em bé bú rồi. Hay. Ơ bú ghê. Ade. Ade. Bú đi con, bú đi con. Mình sữa con á. Ê sữa mẹ nè. Sữa mẹ uống đi con, uống đi con. Lần đầu là mẹ có nhiều bối rối nha cả nhà. 飲めた飲めたあーうがうがうがうがあー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 ちょーちぼーげーあーいっぱい飲むって皆さん痛み止めもいらないいらないよいらないはい大丈夫痛いでしょうんは大丈夫ほんと我慢できるぐらいHay. Và ta si đây chưa bộ. Hay. Bạn hỏi sao mà từ sáng đến giờ nhưng không chịu uống thuốc giảm đau. Chị hỏi sao mà nhưng không uống đây nhưng nó không, nhưng không uống. Tại vì biết sao không, nhưng chịu đâu được. Cái sợ là uống nó ảnh hưởng, không có sữa cho bé bú cả nhà, tội em. Nên là nhưng không có uống. Itai kunai zen zen. Hontou ni. Min fuchu nahito wa? Minna nomu. So. Itami dame nande ugoku.
Anh nói là người bình thường người ta phải uống á, uống thuốc giảm đau người ta mới đi được á, còn Nhân không uống luôn. Kệ nó, không có đau gì hết á, miệng có sữa cho em uống là được rồi. Không phải cô chú ơi, miệng có sữa cho con bú là được rồi, con không đau gì hết. Nên đã. Ê, uống ơi, cha cha. Hôm nay mẹ không uống thuốc giảm đau luôn. Mẹ khỏi uống thuốc giảm đau luôn để có sữa cho em. Cho em uống, em có sữa em uống nha. À, uống thuốc giảm đau là mất công mà cô đó không cho con bú ti của mẹ con sao? Thế, đúng không? Bây giờ phải vỗ ở nha cả nhà. Mẹ xin lỗi nha, mẹ lần đầu là mẹ nha. Làm nhẹ nhàng với em nha. Mẹ xin lỗi với em nha. ごめんなさいな。赤ちゃんな。ごめんなさいな。